Mời quý vị nghe hồi ký. Trình diện đi tù. Tác giả Văn Phụng. Diễn đọc. Hải Nguyễn. Trước năm 1975, tôi là giáo sư trường Trung học Lương Văn Can, quận 8 Sài Gòn. Sau năm 1975, tôi bị đi cải tạo gần 8 năm. Chỉ là một giáo chức, không thuộc diện sĩ quan phải trình diện, vậy mà cũng vô trại Long Thành, Thủ Đức rồi Lào Cây và Vĩnh Phú ngoài Bắc. Thực sự, thì trước năm 1975, khi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy còn làm phó chủ tịch phong trào quốc gia cấp tiến, tôi có tham gia đảng Tân Đại Việt của giáo sư Huy nhưng chỉ với chức vụ phó bí thư. Giữa tháng 6 năm 1975, Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn ra lệnh tất cả quân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa phải trình diện học tập cải tạo. Tôi xin ba tôi 13.000 đồng, bằng nửa tháng lương công chức hạng A của tôi là hạng có mức lương khá lúc bấy giờ để đi trình diện tại trường Lê Văn Duyệt ở gia đình theo lời kêu gọi đăng trong báo chí và đài phát thanh lúc bấy giờ họ yêu cầu chúng tôi mang mùng mền thức ăn và tiền bạc để đóng tiền ăn trong một tháng trước đó hạ sĩ quan quân đội cũ được yêu cầu đi học một tuần rồi về làm ăn vậy là mọi người đều đinh ninh rằng vậy là những người chịu trình diện chịu đầu hàng sẽ chỉ học tập chính trị trong vòng một tháng để hiểu biết đường lối chính sách của chế độ mới rồi chắc chắn sẽ được cho về làm ăn vì nếu không thả về sau khi học một tháng thì đóng tiền làm gì không lẽ vừa thắng trận lại lường gạt kẻ bại trận sao do đó khi em tôi chở tôi đến trường nữ trung học lê văn duyệt thấy hai đầu đường có hai xe tăng chỉ hồng súng về hai phía của đầu đường Lê Văn Duyệt, tôi có cảm giác không yên, lòng sao xuyến khó tả. Sao kỳ quá vậy? Súng ống, xe tăng sắp hàng như đang chuẩn bị đánh trận. Cũng ngây thơ như tôi, anh Trương Chí Thiện là đoàn viên phong trào quốc gia cấp tiến và là tổng thơ ký của liên minh các đảng gồm cấp tiến, công nông, không nằm trong diện phải đi trình diện cải tạo từ cấp bậc phó chủ tịch và chủ tịch cấp quận trở lên mới phải trình diện mà thôi. Nhưng anh Thiện làm ký giả báo tàu, sau ngày 30 tháng 4, các báo đều bị đóng cửa, ngưng hoạt động, ở nhà cũng buồn, nên xin đi trình diện cùng với anh Trương Tấn Lộc là chủ tịch phong trào quốc gia cấp tiến là cựu nghị viên hội đồng Đô Thành Sài Gòn. Anh Thiện không thuộc diện này nhưng cũng nhất định xin đóng tiền để được học tập, hy vọng sau khi học xong, sẽ có giấy chứng nhận đã học tập để dễ làm ăn sau này, không còn bị làm khó dễ. Anh Thiện cũng lầm tưởng chỉ đi trong một tháng mà thôi. Sau đó anh ở tù hơn 7 năm, bị bệnh lao phổi, ho ra máu trong trại và anh được về trong bệnh hoạn, tức tối vì bị lường gạt. Ở trường Lê Văn Duyệt, chúng tôi được nhà hàng Bác Đạt đem cơm tới mỗi ngày, cho nên bữa ăn nào cũng thịnh soạn, ăn uống dư thừa được cho ăn no và ngon nữa nên cứ nghĩ rằng tử tế, chiêu đãi trại viên bằng thức ăn của nhà hàng sang trọng bậc nhất nhì của thành phố Sài Gòn. Sau vài ngày làm thủ tục ghi tên đóng tiền, nộp giấy căn cước, họ phân chúng tôi thành từng đội, tạm thời ở trong các phòng học của nhà trường. Giữa đêm, đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiều ánh đèn pin chiếu sáng vào mùng, gọi chúng tôi thức dậy gấp, thu dọn đồ đạc cho gọn nhẹ để di chuyển trong đầu óc anh em chúng tôi hết sức hoang mang đi về đâu đem ra biển vũng tàu thả xuống biển hay đi đâu mà lại lên xe hơi kéo cửa xe xuống kín mít để không cho ai nhìn thấy và lại đi nửa đêm tới gần sáng chúng tôi được chở vô làng cô nhi long thành chúng tôi được phân vào dãy bên trái của làng cô nhi khu vực này dành cho anh chị em đảng phái chính trị họ phân ra bốn khối khối một là khu dành cho các viên chức hành chánh từ cấp chánh sự vụ trở lên các dân biểu nghị sĩ của việt nam cộng hòa khối hai dành cho những người hoạt động trong đảng phái chính trị khối ba là khối tình báo đa số làm trong phủ đặc ủy trung ương tình báo khối bốn là các viên chức trong ngành cảnh sát quốc gia chúng tôi hoạt động đảng phái được xếp vào khối hai ở dãy nhà bên tay trái của trại phân ra nhiều đội trong số những viên chức lãnh đạo, tôi nhớ lúc bấy giờ có luật sư Trần Văn Tuyên, ông Vũ Hồng Khanh, cựu nghị sĩ Trần Trung Dung, trong đội tôi có Nguyễn Ngọc Minh, anh có 6 người con, là chủ tịch đảng Tân Đại Việt quận 5, chủ nhà Yên. Anh nói với tôi là anh còn 40 triệu ở ngân hàng cho nên anh làm kế hoạch nuôi heo gửi lên cán bộ để hy vọng lấy được số tiền này ra. Đó là hy vọng của anh anh đang ở trong tù mà vẫn còn thơ ngây, tin tưởng họ sẽ trả lại cho anh số tiền 40 triệu đồng đó. Trong khi ngoài kia, cầm tù những người có tài sản mà anh lại còn hy vọng lấy được số tiền này nữa. Nhìn chung, những người quốc gia hoạt động chính trị của phía chúng tôi đa số đều ngây thơ như thế. Trong tù tôi gặp lại giám đốc nha khảo thí Nguyễn Kim Linh mà trước đây tôi có làm việc 2 năm ở nha khảo thí. Tôi gặp lại thầy Hà Khải Hoàng, thầy dạy tôi môn Việt văn ở trường trung học Trần Duột năm 1957-1958, nay là phó giám đốc nhà học chánh thuộc Bộ Giáo dục. Từ Thủ Đức đến trại Lào Cai. Cũng được gọi bất ngờ giữa đêm tối, yêu cầu sắp xếp đồ đạc gọn gàng, hai người chung một cái cồng, từ trại Long Thành chúng tôi bị đưa về giam ở nhà tù Thủ Đức. Ở đây không có quốc đất trồng khoai. Tuy ở gần Sài Gòn nhưng từ ngày trình diện giữa tháng 6 năm 1975 đến nay, đã hơn một năm trời, gia đình không biết chúng tôi còn sống hay đã chết và bị giam giữ ở đâu. Tháng 12 năm 1976 chúng tôi được kêu ra sân tập hợp, cũng hai người cùng chung một còng số 8 lên xe chạy trên xa lộ Biên Hòa và đưa xuống bến sông Sài Gòn giữa đêm khuya để lên tàu chuyển ra Bắc lần lượt chúng tôi xuống hầm tàu còn dấu vết than đá trên nền. Khi tàu chạy, họ đóng nắp hầm tàu lại, chúng tôi bị ngọc thở và đã la hét ôm sòm, nắp hầm mới được kéo ra để chúng tôi thở. Trong chuyến đi này bạn tôi là Lê Như Ninh, người công giáo giới thiệu cho tôi biết Đức Phụ Tá Giám Mục Sài Gòn, sau này là Hồng Yên Nguyễn Văn Thuận, cùng ra bắt một chuyến với chúng tôi. Anh em đi vệ sinh bằng xô sách nước khi cá sô đầy phân và nước tiểu thì sách lên trên bông tàu để đổ xuống biển. Nhiều khi đang lên cầu thang bị sóng đánh, tàu nghiêng sô nước tiểu và phân người đổ vào đầu, vào cổ, vào áo quần anh em đang ngồi ở phía dưới. Anh em nào bị dính phân, nước tiểu vào người cũng phải chịu trận như vậy trong suốt mấy ngày tàu chạy lên đên trên biển chứ đâu có được tắm rửa gì đâu. Con tàu chở tù miền Nam đến cảng Hải Phòng vào buổi sáng mùa đông năm 1976. Trời lạnh buốt. Vài chiếc tàu nhỏ đậu ở cảng giống như ở bến đò quê nào đó, chứ không thấy gì to lớn cả. Trời thì lạnh mà đa số anh em tù không có đủ áo quần ấm để mặc hầu có thể chống lại cái lạnh, cái rét của mùa đông miền Bắc. Năm đó có lúc lạnh tới 6 độ C lạnh gần đông đá. Mùa đông năm 1976, trời quá lạnh, có khi nửa tháng tôi mới dám tắm một lần. Mỗi lần xối nước lên mình, nước bốc thành hơi, khói bay lên mù mịt. Khi nói chuyện, thấy hơi nước bay ra khỏi miệng. May mắn thay tôi có mang theo cái áo mưa lớn bằng nilon rộng thùng thình quá đầu gối. Nhờ nó, tôi chịu đựng được cái lạnh mùa đông năm 1976 và những mùa đông kế tiếp. Cái áo mưa này tôi vá đùm, vá chụp hơn chục miếng vá, đến nỗi cán bộ quản giáo tức cai tù nói, anh không còn cái áo nào khác sao mà anh cứ mặc cái áo này vậy. Cái áo này vá tứ tung làm xấu hổ cán bộ cai tù chăng, thấy sự nghèo khổ tột cùng của tôi, không có cái áo lành lặng mà mặc. Có những anh em khác còn may bao bố để mặc khi gia đình chưa có gợi áo quần vào, trông còn tệ hơn là cái áo vá đùm vá chụp của tôi nữa. Xuống xe tại cổng trại trung ương số 1 Lào Cai, chúng tôi được dẫn vào khu nhà khá sạch sẽ. Được cho ăn bữa chè nóng hổi. Mấy ngày sau, ngày nào cũng ăn cơm trắng, thịt cá đầy đủ. Chúng tôi có cảm tưởng ở miền Bắc, công an tử tế hơn trong Nam. Nhưng chỉ được vài ngày rồi thôi. Mỗi bữa ăn chỉ là một miếng bánh mì mỏng dính, xẹp lép chưa được nửa nắm tay ăn hết rồi vẫn còn thấy đói có khi trại phát bắp luộc được vài ba trái ăn bắp trái càng thấy đói hơn nữa vì ba trái bắp thì ăn được mấy hột có hôm chúng tôi được phát bánh mì nhưng trộn lẫn với than đá ăn vào đụng răng nghe lập cộp, không thể nhai được nhà bếp thu hồi lại nấu thành cháo phát cho một ít nước bánh mì để cầm hơi đói quá không ngủ được nhưng chúng tôi cũng phải chịu chớ có kêu ca được với ai bây giờ. Lúc nào cán bộ cũng theo dõi chúng tôi xem chúng tôi có nói lời nào chống đối họ không. Có tìm cách trốn trại không. Vậy mà năm 1976 cũng có mấy anh trốn ra khỏi trại nhưng đều bị bắt lại ngay hôm đó vì không thể đi xa được. Đa số những người sinh sống ở vùng này là dân tộc thiểu số. Trong trại này khi chúng tôi đến ở, đã thấy trên các tấm ván trên các học đựng đồ lĩnh kỉnh ở đầu chỗ nằm, có khắc tên người Mỹ đã từng bị giam ở đây. Sau này tôi mới biết trại này cũng từng giam tù binh Mỹ. Đó là trại trung ương số 1 Lào Cai. Đây là trại kiểu mẫu giam tù chính trị. Trại K3 và K4 Vĩnh Phú. Tôi ở trại K3 Vĩnh Phú rồng đã 4 năm trời trại này có nhiều kỷ niệm với tôi hơn hết. Một người tôi không bao giờ quên tên được, đó là đội trưởng đội 2, đội trồng bắp, trồng khoai lang, khoai mì. Sau đó, đương sự nhờ quá tích cực được cất nhắc lên làm thi đua toàn trại K3 Vĩnh Phú. Người đó là Phạm Định Thanh. Khi Trung Quốc chuẩn bị tấn công vào các tỉnh tiếp giáp với Việt Nam, họ đưa chúng tôi xuôi về miền Nam. Hai bạn tù bị còng tay với nhau, đẩy lên xe bít bùng. Trong khi di chuyển, bên ngoài trời mưa to, xe lắc lư dữ dội, khi chạy có lúc tôi cảm thấy chắc là sắp xa xuống thung lũng hay xuống hố sâu. Tôi ở phía trong xe, gần tài xế, khi xe ngã nghiêng, lôi kéo cả mấy chục người tù từ phía sau xe, chuối mũi dồn về phía trước, đè lên chúng tôi, tưởng đâu đã ngọc thở tôi nghĩ chắc mình sẽ chết vì ngập thở hay có thể chết vì xe lăn xuống hố và rồi gia đình vợ con chẳng có ai biết được mình chết ở đâu mùa hè năm 1978 tôi bị đưa về trại ca ba vĩnh phú nơi có đền thờ vua hùng vương ca ba vĩnh phú nằm ở giữa thung lũng núi đồi vây phủ xung quanh ở đây tôi gặp cha khoa tự khải hiệu trưởng trường trung học đồng tiến Cha thấy ở Mỹ Tho bị bắt vì trong xe có tiền bạc triệu lúc bấy giờ là số tiền lớn. Lương công chức hạng A khoảng 30.000 hay 40.000 đồng một tháng, tôi được phân chia vào đội trồng khoai lang, khoai mì. Mỗi sáng sau khi được phát cho một củ khoai lang hay khoai mì nho nhỏ, vác cuốc ra rẫy, cuốc đất, lật từ vuông đất lên, rồi bừa cho nhuyễn để khi mưa xuống gieo hột bắp hay đặt các dây khoai lang. Không đủ trâu để cày, nên người tù chúng tôi phải thay trâu kéo cây. Tôi ở chung với luật sư Lê Như Ninh, sống ở Nha Trang, ở tù vị tham gia đảng Dân Chủ, và các anh Võ Văn Bé, Phùng Văn Chấn, Lê Tấn Hà, nhân viên phủ đặc ủy Trung ương tình báo. Những tháng ngày dài Lê Thê sống ở ca ba này công việc thường là quốc đất, trong khi ngày ba bữa ăn toàn bo bo không xây. Sau khi ăn chừng 5-10 phút thì tất cả bo bo đều được tống ra ngoài hết vì bao tử người không thể tiêu hóa bo bo không xây, bo bo còn nguyên vỏ được. Loại này dùng để cho ngựa hay trâu, bò ăn. Cho nên chúng tôi ăn bo bo được vài tháng, mọi người chỉ còn da bọc xương giống như những con khỉ ống đói biết đi, những con ma đói đang quốc đất. Mỗi lần phát cơm, phân chia cơm, mỗi người được một nắp bình thủy cơm, còn là bắp trái loại cứng ngắt nhai không được tù nhân chỉ được ăn loại bắp cứng dành cho trâu bò đói mờ mắt đói triền miên đói dữ dội đói quá có nhiều anh em ăn bất cứ thứ gì anh em nghĩ là có thể ăn được nên anh em thường nói cái gì nhúc nhích thì ta nít liền ra ngoài đồng gặp rau má rau tàu bay bất cứ thứ rau gì tù nhân đều ngắt ăn sống có người khi đi ra đồng làm việc, ăn rau trừ bữa, hay gom ba phần của trại phát, sáng trưa và tối, ăn một lần buổi tối cho no. Anh em tù đa số đều bị bệnh phù thủng. Mùa đông năm 1978 là mùa đông khủng khiếp nhất trong đời tù của chúng tôi. Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là mưa phùn, gió bất, ở trong Nam chỉ có mưa nắng hai mùa chứ chưa bao giờ gặp cảnh mưa gió mà còn lạnh lẽo liên tục như thế. Tôi còn nhớ anh Quế là giáo sư ở Quảng Nam, Đà Nẵng, là thanh tra của sở giáo dục. Anh bị tù vì tham gia đảng Dân Chủ. Vì quá ốm yếu nên làm việc chậm chạp, quốc đất không đạt chỉ tiêu trong ngày, bị đội trưởng cự nữ. Anh cố quốc mạnh tay hơn, nhanh hơn, nhiều hơn. Tối hôm đó vào khoảng 2-3 giờ khuya, anh em nằm gần bên anh Quế hô to lên. Anh Quế chết rồi. Không ai biết anh Quế chết vì bệnh gì, nhưng chắc chắn anh đã chết vì bị thiếu ăn, bị bỏ đói lâu dài, bị kiệt sức mà thôi. Mới mấy hôm trước trong đội tù cũng có người chết vì ăn cốc nướng ở lò rèn. Có lẽ vì anh nướng vội vã, không kịp làm sạch sẽ, nên khoảng vài giờ sau khi ăn thịt cốc chừng nửa đêm, anh kêu đau bụng, không có thuốc và cũng không chở đi cấp cứu kịp và hôm sau thì anh chết. Trong thời gian này khoảng cuối năm 1978 đầu năm 1979, cứ vài ngày là có vài người ra đi. Anh em liên tục đóng hầm chôn cất bạn tù. Vài người tù khiên bạn mình ra bì rừng, chôn vội vàng vùi dập. Không có ai được phép khóc thương vợ con ở nhà cũng chẳng hay, một tù nhân đã chết. Ở K3 Vĩnh Phú tôi có gặp Nguyễn Minh Diệu học cùng lớp trường trung học Trần Dục 1955-1959. Gặp Phan Tấn Ngưu ở K5, gặp Dương Bồng Quảng con chủ nhà máy xây lúa ở chợ trạm, bạn học chung ở trường Tấn Thành, chợ trạm 1954-1955. Những tháng này là thời gian đói khát dữ dội nhất và cũng bị kềm kẹp, khống chế nhiều nhất. Một lời nói than vang hay dèm pha được báo cáo lên cán bộ là có thể bị cùng chân, cùng tay từ 14 ngày trở lên. Một lần đang ở trong phòng nghe tiếng la thất thanh ở bên ngoài, tôi dòm qua cửa sổ phòng giam thấy bốn cán bộ đang đá một tù nhân như đá banh. Họ đá anh này từ trái sang phải, từ góc này sang góc kia, đã chán thấy mệt, họ mang anh vào phòng giam riêng. Mùa hè năm 1982, tôi được chuyển sang K4 Vĩnh Phú và được đưa về đội 8, đội làm ruộng. Tôi được biết đây là nơi thường giam giữ những người tội nặng của miền Bắc. Vùng này có tên là Mai Côi, Thác Guồng. Đến Mai Côi, Thác Guồng này mà được trở về đời sống bình thường là chuyện hy hữu thông thường đã bị giam ở đây coi như sẽ chết. Mỗi buổi sáng sớm chúng tôi vác quốc ra ruộng, lội xuống nước sâu quá đầu gối. Ruộng này là vùng nước ao tù, là vùng tận cùng là chỗ trũng, nước từ các con suối ở thượng nguồn trong vùng rừng núi trên cao gom về, cho nên chứa đủ tất cả các chất độc nhất do lá rừng, vi trùng, chất thối rửa của súc vật, côn trùng quy tụ về đây. Chúng tôi làm ruộng này chừng một tháng thì ruộng hết lông chân và bị sốt vàng da. Loại sốt này rất đặc biệt, ai bị bệnh này không thể đứng được, tay chân rã rời, không ăn uống gì được, nếu ăn chút cháo cũng bị ói ra hết. Mỗi khi bị bệnh, không đi đứng được, phải nhờ bạn bè cổng. Trong đội 8 của chúng tôi quá nửa đội bị bệnh sốt vàng da. Anh Minh cùng đội đã phải cổng anh để lên trạm xá, vài ngày sau anh đề lại cổng anh Minh lên trạm xá vì bệnh này. Tôi cũng bị bệnh này không ăn uống được hơn một tuần lễ. Nếu không có bác sĩ Thịnh biết cách điều trị bệnh này, chắc tôi cũng như nhiều anh em tù khác đã được chôn cất ở bìa rừng thuộc thung lũng Mai Côi, thác nguồn của tỉnh Vĩnh Phú này. Mai Côi, thác nguồn là địa danh mà dân miền Bắc, Hà Nội rất sợ, đó là nơi đi dễ, khó về một lần trong dịp tết ta anh em trong trại đang nấu nướng vì được nghỉ ngơi trong mấy ngày này vợ một anh lính gác áo quần vá nhiều chỗ ẩm đứa con đi vào bên trong trại tìm xin thuốc uống cho con chị này đi hỏi anh em nào có thuốc cảm hay thuốc ho để cho cháu dùng tôi không hiểu tại sao chị không lên trạm xá của công an nhưng tôi thấy chị ăn mặc áo quần vá víu như thế chứng tỏ chị cũng nghèo quá khổ như chúng tôi mà thôi chúng tôi ở tù trong thì chị ở tù ngoài tôi còn nhớ có lần đi làm rẫy ở vĩnh phú gặp dân chúng ngoài đường họ nói tôi tưởng mấy anh sẽ giải phóng chúng tôi chứ tôi đâu có ngờ ngày hôm nay tôi gặp các anh ở đây sau mấy năm thấy tù nhân chết quá nhiều trại cho tổ chức nhận quà năm ký từ miền nam để cho vợ con của tù nuôi tù đỡ gánh nặng sau này mới hiểu sở dĩ có vụ cho thăm nuôi là vì bắt đầu có thương thuyết với phía Mỹ về số phận tù chính trị của miền Nam. Nếu để bọn tù chết hết, đâu còn thứ gì mang ra đổi chát với Mỹ được. Do vậy, nhiều khi gia đình gửi nhiều hơn 5 ký mỗi 3 tháng cũng được cho thông qua vì khi có quà cấp anh em cũng có biếu cán bộ như thuốc lá, đường, bánh trái, thuốc uống trị bệnh cảm, thuốc bổ, vitamin, thuốc sốt rét trại Hà Nam Ninh. Cuối năm 1982, chúng tôi được chuyển đến trại Hà Nam Ninh gần Hà Nội. Đây cũng là lúc diễn ra nhiều thay đổi. Một lần khám xét đồ đạc của tù, thấy mấy cuốn sách về Lenin, một cán bộ coi tù nói giờ này mà còn đọc cuốn sách này. Từ câu nói này, tôi thấy văn hóa miền Nam đã tác dụng ngược trở ra miền Bắc khi tôi còn bị giam giữ ở ca ba vĩnh phú cán bộ cấm chúng tôi hát nhạc vàng gọi là nhạc ngụy nhạc làm cho mất nước nếu có ai hát nhạc vàng bị báo cáo lên thì có thể bị cùng chân bị giam riêng cái nón có mũ lưỡi trai ở phía trước cũng bị chê là của mỹ ngụy yêu cầu cắt bớt đội nón từ miền nam đem ra là bị phê bình chỉ trích đi dép trâu thì được nón cối thì được cái gì của miền Nam đều là xấu cả. Nhưng rồi một hôm tôi được phân công nhổ cỏ ở chung quanh khu nhà cán bộ ở vì lúc đó tôi bị bệnh quá không ra ngoài đồng quốc đất được. Tôi nghe từ trong phòng của cán bộ đang hát nhạc vàng của miền Nam. Tôi bắt đầu suy nghĩ, cấm tù nhân hát nhạc vàng mà cán bộ lại hát nhạc vàng. Như vậy văn minh, văn hóa miền Nam đã ảnh hưởng ra miền Bắc bằng chứng là nhạc vàng bị cấm hát nhưng họ lại thích nghe say mê những bản nhạc vàng đó bắt đầu ở đây anh em hát nhạc vàng thoải mái ban đêm bên ngoài buồng giam có lính gác đi tuần kiểm soát bên trong anh em hát nhạc vàng không còn bị phạt nữa trong trại lúc bấy giờ tôi nhớ có thầy hòa là đại đức tuyên úy phật giáo thuộc hàng trăm bài hát nhạc vàng thầy hòa có thể hát liên tục vài giờ cũng không hết nhạc đêm nào không hát Cán bộ ở bên ngoài còn yêu cầu anh em hát nhạc vàng cho vui. Cán bộ đã mê nhạc vàng rồi. Văn minh văn hóa miền Nam Việt Nam đã ảnh hưởng vào tâm tư, tình cảm của người miền Bắc. Sau 30 năm tất cả những điều gì trước đây họ chỉ trích, họ cấm đoán, họ bỏ tù ngày hôm nay họ cho thực hiện lại hết như buôn bán tự do, không còn ngăn sông cấm chợ nữa. Nhưng họ áp dụng chế độ tư bản theo luật trừng rú vì tất cả luật pháp của họ đều hủy bỏ mà luật lệ mới chưa thành hình. Khi chiếm miền Nam Sông, họ đóng cửa trường luật, đóng cửa trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau khi thắng trận họ tưởng làm kinh tế như đánh đấm ngoài mặt trận. Bán cà phê vỉa hè, hớt tóc vỉa hè cũng phải vô hợp tác xã. Do đó mà toàn dân phải ăn động bo bo, ăn gạo có nhiều bông cỏ, trước khi nấu phải mất rất nhiều thì giờ lượm bông cỏ ra. Sự dối trá đã ăn sâu vào nhà cầm quyền lẫn dân chúng, phải lường gạt nhau để sống. Nhà cầm quyền lường gạt dân Dân lường gạt nhà cầm quyền và lường gạt lẫn nhau. Lương tâm của con người đem giấu vào sọc trác. Nếu sống đàng hoàng, mua bán đàng hoàng thì không sống nổi nên dân chúng phải lương lẹo trong giai đoạn ngăn sông cấm chợ muốn sống còn phải dối trá phải lương lẹo đi mua thịt lậu từ dưới quê lên để bán mua đường mua áo quần cũ mua bán đồ phế thải chở ít gạo từ tỉnh này sang tỉnh kia để kiếm lời khi đi buôn bán nếu qua mặt được công an kinh tế thì sống nếu bị bắt thì mất vốn nhưng không buôn bán thì lấy gì mà sống hôm nay nhà cầm quyền thông báo nói không đổi tiền sáng hôm sau giới nghiêm đổi tiền làm cho nhiều người sạc nghiệp thông cáo kêu gọi quân nhân công chức sĩ quan trình diện học tập trong một tháng nhưng giam mãi không biết ngày về không ra tòa kêu án ngồi bốc lịch dài dài mỗi ba năm anh em gọi là một cây gậy không ai biết mình sẽ phải ở mấy cây gậy đây ba năm sáu năm chín năm mười hai năm ở tù không biết ngày nào về với gia đình hay vĩnh viễn sống trong miền rừng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh, Trung Quốc có Tân Cương. Nga Sô có tay bá lợi Á dành cho tù nhân vĩnh viễn định cư ở đó. Thời gian sống tại trại Nam Hà là thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời ở tù. Lúc này quà cáp thường xuyên gửi ra từ vợ con ở trong Nam. Cán bộ đã cởi mở hơn. Họ đã nhìn thấy sĩ quan, công chức miền Nam không phải là những người ăn gan, uống máu. Họ đã hiểu phần nào về người bại trận. Thân nhân của các tù nhân từ trong Nam gửi tiền ra cho chúng tôi để chúng tôi mua thịt cá, trái cây. Nhiều khi cán bộ dễ giải để chúng tôi nấu chè, nấu cơm, nấu canh chua trong phòng giam. Họ dễ giải cho nấu nướng là để họ bán được hàng, để họ kiếm thêm tiền. Với cái lon Gigo chúng tôi kho thịt, nấu cơm, nấu canh, thật là tiện dụng. Cần giải trách, một ít dầu là chúng tôi có thể đun một nồi chè ở trong phòng giam. Mỗi sáng chúng tôi đi ra đồng làm cỏ để cấy lúa. Tôi thấy nhiều người ra đồng quá trễ. Hơn 11 giờ mới cầm quốc, lết thết kéo ra đồng làm việc. Tôi hỏi họ, sao các anh đi làm trễ quá vậy? Họ trả lời, đi ra sớm mà làm gì? Làm cho hợp tác xã chứ có phải cho mình đâu. Làm nhiều, làm ít cũng chia chác như vậy mà thôi. Khi quốc đất, họ khêu khêu vài lát quốc như phủi bụi, một lát, họ đã kéo nhau về nghỉ. Tôi suy nghĩ dân miền Bắc làm việc như vậy hỏi rằng khá giả làm sao được. Vậy mà họ đã thắng miền Nam. Thế mới là chứ? nếu trương chi đẹp trai đó là tựa bài viết của dương hùng cường để mô tả dân miền nam nghe tiếng hát trương chi thì những người nhẹ dạ rất mê rất thích nhưng trong thực tế thấy gương mặt của trương chi thì không còn có thể mê được nữa nghe tuyên truyền thì đa số đều rất thích nhưng thực tế họ làm ngược lại những điều họ nói nên sau khi chiếm miền nam rồi thì nếu cái cột đèn biết đi nó cũng bỏ xứ mà đi ba tôi có cảm tình với miền bắc vì bạn của ba tôi là ông Tư Lê đã theo kháng chiến từ những năm 1945. Khoảng năm 1948, 1949 địch đánh đồn chợ núi, quận Trần Duột, Tư Lê có vào nhà ba tôi để trò chuyện. Ba tôi cho mượn ống quẹt để châm hút thuốc lá. Sau trận đánh đồn đó ba tôi bị ông Tổng Nhì và Pháp bắt, đánh để khai thác về địch và ba tôi đã bị bệnh nhiều, nằm điều trị ở nhà gần một năm từ đó ba tôi rất hận và ghét phát sau này dĩ nhiên ba tôi cũng không có cảm tình với người mỹ và quân đội quốc gia khi tôi ra ứng cử nghị viên hội đồng đô thành sài gòn để chuẩn bị ứng cử dân biểu nghị sĩ sau này ba tôi đã nói ẩm tao ngồi chức đó tao cũng nhảy xuống có ý nói với tôi là bỏ tiền ra ứng cử chi cho tốn kém mất thì giờ mà ba tôi cũng không ưa chức vụ đó nữa. Khi di chuyển từ K4 Vĩnh Phú qua trại Hà Nam Ninh, tôi được đưa về phân trại A, tôi gặp đủ hết các anh em cùng bị giam chung với tôi ở Long Thành như Mai Kim Đỉnh cùng học chung ban cao học trường chính trị kinh doanh ở Thương Xá Tác, Sài Gòn những năm 1972-1974. Hoài Sơn Ung Ngọc Nghĩa chủ nhiệm của ban tuyên huấn của phong trào quốc gia cấp tiến và của Đảng Tân Đại Việt. Gặp lại một số học trò cũ bị giam ở đây vì theo nhóm kháng chiến phục quốc chống cộng sau năm 1975. Nhóm này cũng ở tù khá lâu, 7, 8 năm hay hơn nữa, nhưng khi có chương trình tị nạn để đi định cư tại Hoa Kỳ thì những người này không được xếp vào diện tị nạn vì họ được xem là những thành phần chống đối sau năm 1975 sống ở phân trại A một thời gian ngắn, họ lại tách một số chúng tôi ra, di chuyển về phân trại C của trại Hà Nam Ninh. Không khí tù đầy đã dễ thở hơn so với những thời gian trước. Khi chúng tôi có quà cáp thăm nuôi đã đút lót cán bộ thuốc lá, bánh kẹo, thuốc uống từ trong Nam gửi ra. Chúng tôi được mua thức ăn do cán bộ tổ chức bán như thịt heo, thuốc lá ngay cả rượu chúng tôi cũng có thể mua được bằng cách liên hệ với người dân sống chung quanh trại. Tôi đã ở tù lâu quá rồi, gần 8 năm. Mang trong người đủ thứ bệnh, không chết là may mắn lắm rồi. Sau khi ăn Tết trong trại Hà Nam Ninh chừng vài tháng, cán bộ gọi anh em tập hợp lại, ngồi ngoài sân, gọi tên từng người sang ngồi một bên và yêu cầu đứng lên vào phòng thu dọn đồ đạc. Lúc đó, anh em mới biết mình sẽ được thả cho về. Khi ra khỏi trại, tôi không muốn nhìn trở lại chỗ mà tôi đã bị giam cầm trong thời gian dài ở đó. Xe hơi chở chúng tôi bỏ vào khu nhà ga xe lửa chờ có chuyến đi vào trong năm. Vài người trong chúng tôi đi tìm cà phê để uống. Phố xá tiêu điều. Thành phố Hà Nội lúc bấy giờ, đầu năm 1983, là thành phố chết, không có buôn bán gì uống cà phê cũng phải uống chui. Đi ra nhà sau của tiệm cà phê không có bản hiệu gì cả, mua cà phê đen uống với đường đã là quý lắm rồi. Họ không có bán cà phê sữa vì đó là một xa xỉ phẩm. Ngồi trên xe lửa xuôi về miền Nam, đến Quảng Ngãi chúng tôi còn mấy bộ áo quần cũ trên 7 năm, mùng mình mang theo lúc đi trình diện vậy mà tôi bán cũng được mấy chục đồng bạc lúc đó với số tiền này tôi mua được tô hủ tiếu để ăn uống dọc đường. Khi đến ga hàng xanh trời vừa sáng, tôi chỉ còn đủ tiền để kêu chiếc xe xích lô chở về bến xe Phạm Thế Hiển. Leo lên xe lăm chạy dọc đường Phạm Thế Hiển, tôi nhìn không ra được con đường cũ mà tôi đã đi qua lại thường xuyên trước năm 1975. Bây giờ, sau gần 8 năm, cảnh vật thay đổi nhiều quá nhà cửa xây cất thêm lấn ra lề đường. Có những nhà mới cất tôi nhìn không ra. Về tới nhà lúc nào tôi cũng không hay. Bước vào nhà của mình mà thấy quá xa lạ. Có mấy đứa trẻ con ngồi học ở trong nhà mà tôi đâu có biết đứa nào là con tôi đâu. Khi tôi đi học tập cải tạo con út tôi mới vừa 8 tháng, khi về đứa út cũng đã 8 tuổi rồi, làm sao tôi biết nó cho được đứa con trai 9 tuổi chạy xuống nhà sau, lúc đó bà xã tôi đang nấu cơm. Nó nói, má ơi có ông nào vô nhà kìa. Tôi vừa bước vô nhà mình, đi thẳng ra phía sau nhà, gặp bà xã đang nấu cơm, gặp cậu bảy bích, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Tôi đã khóc, không thể nào cầm giữ nước mắt cho được. Người ta khóc vì buồn rầu, đau khổ. Tôi khóc vì tưởng chừng như đã chết rồi mà được sống lại. Tôi đâu có ngờ tôi còn sống để được về với gia đình sau gần 8 năm trong các trại tù khắc nghiệt ở các miền thượng du, núi rừng âm u miền Bắc. Giấy ra trại ký ngày 28 tháng 2 năm 83, ngày tôi về tới nhà trình diện công an phường là ngày 9 tháng 3 năm 83, ngót nghét còn 3 tháng nữa là đủ 8 năm tù, vì cái tội duy nhất là tội tham gia đảng phái quốc gia ngẫm lại, tôi thấy mình còn được ông trời thương, được sống sót về với gia đình, để cho các con của tôi có cha, cho tôi có cơ hội phụ giúp phần nào sinh kế cho gia đình vợ con. Và rồi sau cùng, có cơ hội đưa gia đình tới được nước Mỹ tự do để làm lại cuộc đời. Xin tạ ơn trời, tạ ơn người, và biết ơn nước Mỹ. Ngày 26 tháng 4 năm 2015 Phùng Văn Phụng tiếp theo chương trình mời quý vị nghe hồi ký những bạn tù năm xưa tác giả văn mãn trong một trận chiến xảy ra vào thời đệ một thế chiến một chiến binh bị thương nặng không rút theo đơn vị mình về lại phòng tuyến được phải nằm lại vùng đất không người đầy bom đạn một đồng đội của anh vì tình chiền hữu muốn xin phép viên chỉ huy rời hầm chiến đấu để phóng ra chỗ nguy hiểm dìu bạn mình về nhưng vị chỉ huy từ chối lời thỉnh cầu đó vì lý do họ đang ở trong một tình trạng rất nguy hiểm mà người lính trẻ đi cứu có thể bị mất mạng. Thừa lúc cấp chỉ huy không để ý, người lính rời chỗ ẩn nấp, chạy băng qua phòng tuyến đến nơi bạn bị thương. Mặc dầu dưới hỏa lực dày đặc, anh cũng đã đến đích nằm và tìm cách dìu bạn về phòng tuyến của mình. Trên đường trở lại, khi kéo người bạn bị thương đằng sau, anh đã bị trúng một phát đạn vào người dùng hết sức lực trong nỗi đau đớn tận cùng anh vừa bò vừa kéo theo người bạn về phòng tuyến khi cả hai cùng rơi xuống giao thông hào quay lại anh định nói với bạn điều gì đó và kinh ngạc nhận ra bạn mình đã chết từ lúc nào viên chỉ huy giận dữ nói tôi đã bảo anh đừng liều mạng làm một việc điên rồ như vậy anh thấy không giờ anh bị thương mà bạn anh cũng đã chết anh đã làm một việc vô ích người lính trẻ bị thương thều thào đáp thưa trung úy việc ấy đáng làm lắm chứ khi tôi đến thì anh ta chưa chết và anh ta đã nói diêm mình biết thế nào bạn cũng đến mình biết thế nào bạn cũng đến câu nói ngắn gọn nhưng đầy tình nghĩa tình chiến hữu đẹp đã biết bao người lính tên diêm đã bất tuân thượng lệnh để lăn mình đi cứu bạn anh biết bạn mình đang chờ và sự chờ đợi ấy sẽ kinh khủng như thế nào khi người lính bị thương ấy biết mình đang bị bỏ rơi. Trích trong nhìn xuống cuộc đời của nhà văn Huy Phương. Tháng 7 năm 2009, tôi có dịp nghe nhà văn Huy Phương đến Atlanta nói chuyện và phần mở đầu là câu tôi biết anh thế nào cũng đến. Lòng tôi chợt xúc động vô cùng. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp về tình đồng đội mà đám bạn chúng tôi những người tân sĩ quan cảnh sát dù chỉ mới gần nhau chưa đầy năm trong học viện, ra trường khoảng 16 tháng để rồi hầu hết đều bị trải qua những năm tháng bị đọa đầy trong lao tù. Nhưng điều lạ lùng là tình đồng đội của họ luôn tuôn chảy không ngừng dù trong bất cứ hoàn cảnh hay không gian nào. Từ ngày chúng tôi gia nhập diễn đàn ca sáu sĩ quan cảnh sát và nhất là có thêm sự trợ lực quý báu của thầy Trần An Bài, kế đó là của viện trưởng Trần Minh Công thì những chương trình trợ giúp người bạn nghèo còn ở quê nhà có cái cần câu cơm càng thêm phần sinh động. Tôi ước tính đã có sự trợ giúp cho trên 14 trường hợp. Số tiền giúp đỡ trung bình là 1.000 đô, có trường hợp gần đây nhất là dành cho người bạn đang hành nghệ đập đá lên tới trên 3.000 đô chắc chắn là người nhận ngoài việc có số vốn nho nhỏ để hành nghề xe ôm thay cho nghề chạy xe lôi, hoặc đang làm nông thì có vốn tậu thêm vài chú bê, có khi mở ra chỗ bán điểm tâm. Nhưng kèm theo đó là cái phần an ủi tinh thần rất to lớn mà hầu hết người nhận đều không cầm được nước mắt. Thậm chí có người bạn đã chết và đang chờ tẩm liệm mà được sự viếng thăm quá chân tình của anh em, chúng tôi cảm thấy hình như họ cũng đang khóc tuy nhiên phải nhìn nhận với sự tiến triển quá hào hứng của internet dù đang ở bất cứ nơi nào bạn cũng dễ dàng gặp nhau để mà đọc những lời tâm sự hoặc nhìn thấy hình ảnh tàn tệ của những thằng bạn cùng khóa ngày nào đang tả tơi vì cái khổ nhọc của cuộc sống từ đó ta dễ dàng cảm thông và giúp đỡ nhau hơn tôi hoàn toàn ủng hộ những sự tương thân tương trợ của nhóm bạn k sáu sĩ quan cảnh sát quốc gia và nhân dịp chúa xuân đến mang bao nhiêu niềm mong ước an lành tôi muốn nói lên sự tri ân với những bạn cùng màu cờ sắc áo đã sẵn sàng nghĩ đến sự trợ giúp những người bạn năm xưa nay còn sống trong cảnh cơ hàng tại quê nhà tuy nhiên có ở vào những hoàn cảnh rất khắc nghiệt chúng ta vẫn còn sẵn sàng vượt qua tất cả để mang đến cho người bạn mình một niềm an ủi thì chắc chắn giá trị của sự giúp đỡ đó sẽ tăng gấp bội phần tháng 5 năm 1975, đang bị giam tại Lao Xá Quảng Ngãi tôi gặp lại bạn Trần Văn Nhỏ, vì bàn tay nó có thêm một ngón đeo nên đã từ lâu được gắn biệt danh là Sáu Nhỏ. Với thân hình cao lớn và lực lượng nên Sáu Nhỏ được chọn làm tay cầm cờ của đại đội 33. Tuy là dân Quảng Nam nhưng tánh tình của đương sự rất dễ chịu, ít nói, hiếm khi nào đôi co hay cự cãi với người khác y hệt như cái tên nhỏ tương phản với thân hình cao to hơn 1 m bảy của nó. Là dân miền Trung nên sáu nhỏ ít có dịp la cà ăn uống và nhậu nhẹt tại câu lạc bộ như tôi cùng đám bạn dân Sài Gòn. Suốt thời gian thù huấn có lẽ tôi và nó chỉ ẩm ừ qua loa vài câu chuyện. Lúc mãn khóa Tôi chọn về ti cảnh sát Quảng Ngãi còn sáu nhỏ thì số phận Long Đông nên còn phải ở lại mấy tháng và khi ra trường thì chọn về ti cảnh sát Long An. Gặp lại nhau tại phòng giam của nhà Lao, sáu nhỏ có vẻ ngạc nhiên, nó cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi chợt nhớ cả mấy tháng nay từ ngày bị bắt và đưa vào đây, tôi chưa được dịp cạo râu nên nó nhìn không ra là phải riêng tôi vì chỗ nằm ngay ô cửa sổ nhìn ra phòng trực của đám cán bộ nên khi nó bị du kích đưa vào và chờ làm thủ tục nhập trại thì tôi đã nhận ra nó than phiền đám du kích tại đây dữ quá vì sau khi rã đám tại long an nó được cấp giấy phép của chính quyền mới để trở về nơi trú quán chính thức và sau hai ba ngày lặn lội đi quá gian xe từng đoạn qua biết bao trạm kiểm soát này chỉ còn cách nhà nó chừng 100 km mà lại bị bắt. Sau vài phút nói chuyện qua loa, có lẽ vì quá mệt mỏi sau mấy ngày gian nan nên sáu nhỏ nằm lăn ra và ngủ vui như chết. Vài tháng sau, tôi cùng nó và mấy người bạn ca sáu khác như Trần Trọng Bảo, Nguyễn Trọng Việt, Võ Trung Hiếu, Dương Tranh, được đưa đi lao động tại trại tù hành tính thuộc quận Nghĩa Hành cách thị xã Quảng Ngãi khoảng 25 km. Tôi dùng chữ được đi lao động vì dù cực nhọc nhưng còn được hưởng khí trời và kiếm vài cọng rau tàu bay bồi dưỡng so với thời gian bị giam tại nhà lao thị xã, cái phòng nhỏ xíu mà chứa hơn 70 người, phải nằm chen chút suốt ngày như trong hộp cá mòi nóng được hôi hám với thú giải trí là đập những con rệt lì lợm tuy nhiên tại đây chúng tôi lại gặp cái khổ là đói do lao động rất cực nhọc nhưng phần ăn thì quá ít ỏi số anh em tù có thân nhân tại địa phương tiếp tế thì khả quan còn số anh em là dân sài gòn hay các tỉnh miền tây thuộc dạng con bà sơ thì khổ vô cùng họ thèm đường đến nỗi lén lấy cây kem đánh răng của người nằm kế bên để ăn hoặc vào những ngày chủ nhật không có lao động bị giảm phần ăn sáng lại càng đói hơn Họ lượm lặt giấy gói đường và vỏ chuối vừa bị vứt ra để chế biến lại thành món ăn mà tiếp tế cho bao tử. Có người phải đổi quần áo để lấy phần sắn khô mà độn vào bữa ăn. Sáu nhỏ nằm trong nhóm trao đổi này, bộ quần áo tương tất khi tôi gặp nó lúc đầu này chỉ còn cái quần đùi và cái áo cục tay duy nhất. Sơn Hà là một quận miền núi, tại đây có trại tù sơn cao hoàn toàn nằm trong mật khu, dưới đám rừng già rậm rạp khí hậu rất độc nên hầu hết tù nhân đều bị bệnh sốt rét. Riêng đám tù nhân có một số bị bệnh sốt xuất huyết mà không có thuốc điều trị nên đã vĩnh viễn bị vùi thay nơi chốn rừng hoang. Khoảng vài tháng sau khi trại hành tính được xây dựng cơ ngơi với hàng rào canh gác nghiêm ngặt thì trại tiếp nhận thêm đám tù loại ngụy quyền, bị bắt ngay sau ngày 26 tháng 3 năm 1975 từ trại tù Sơn Cao chuyển về. Trong đám tù này có anh Lưu Diệu Nam, trước đó là trưởng chi cảnh sát Sơn Tịnh. Nhìn đám tù ống yếu, rách rưới bệ rạc vì bệnh hoạn lết thết đi bộ thậm chí phải chống gậy như anh Nam mà chúng tôi ứa nước mắt. Vài tuần sau, tên cán bộ trực trại chọn những người tù khỏe mạnh để đi ngược lên sơn cao dọn trại sáu nhỏ và tôi không có tên trong danh sách này nhưng vì đói quá nên nó chấp nhận thay cho một anh tù thuộc dạng tư sản để trám vào đoàn người này với giá là vài lon cám lớ với mấy gói mì. Khoảng 10 ngày sau, khi đoàn tù đi công tác trở về, gặp lại họ tôi càng thêm bi phẫn. Đúng là con người tù dưới xã hội chủ nghĩa còn thua súc vật. Ông Phúc quận trưởng Đức Phổ được bố trí mang cái gùi để chuyển một con heo mọi suốt đoạn đường lúc nghỉ ngơi phải lo cho heo ăn đầy đủ. Còn khi chưa có lệnh dừng thì dù heo đái ỉa trên lưng vẫn phải chịu và cũng vì vậy mà sau khi trở về trại hành tính với những vết thương do lỡ lói vì sự cọ sát của cái gùi kèm theo những vết quào của móng chân heo và sự thấm ướt triền miên của cứt đái heo mà lưng của ông đã bị nhiễm độc. Hình như có ai đó nhắn tin cho vợ con ông biết nên chừng một tuần trước khi ông chết, bà vợ có lặn lội đến trại để xin gửi thuốc men vào điều trị cho ông nhưng đã quá trễ. Buổi chiều hôm đó, sau khi đi lao động về, tôi cùng với anh Nhiên, trưởng chi an ninh quân đội, anh Phong, phó quận trưởng Đức Phổ và vài anh nữa đã xung phong phụ tẩn liệm và khiên xác ông đi chôn trên ngọn đồi phía sau trại. Nói tẩm liệm càng thêm đau lòng vì khoảng thời gian đó, Người tù khi chết đi chỉ được cuốn trong cái mền hay cái mùng cũ với bảy thanh tre và nhúng dây lạc buộc túng lại. Buổi tối đó, tôi đã đề nghị trong phòng dành một phút mặc niệm để thay lời cáo phó và được anh Lân hát lên bài ca tiễn biệt cho người vừa nằm xuống. Riêng phần sáu nhỏ cũng không khá hơn, từ ngày đi công tác chuyển trại về, nó được biên chế qua phòng khác, buổi sáng tôi thấy thường xuyên ngồi trong đám tù khai bệnh, Thỉnh thoảng buổi trưa gặp nó xuống khu vực nhà bếp để câu gô, tụi tôi cũng chỉ qua loa vài câu ngăn ngủi. Nước da nó vốn đen đuổi nay thì thêm màu vàng úa bệnh hoạn. Khoảng nửa tháng sau, vì bệnh tình trầm trọng nên nó được đưa đi nhập viện, tức là ở hẳn tại bệnh xá của trại. Tù nhân được nhập viện đa phần là do đi đứng quá khó khăn, tiểu tiện đã hết kiềm chế được nếu ở chung với tù khỏe mạnh rất bất tiện vì sự hôi hám không sao chịu nổi. Trong thời gian này, vì ở khác phòng tôi hầu như hoàn toàn quên sáu nhỏ. Tuy nhiên do trại được lệnh sang nền để chuẩn bị cất thêm phòng hầu đón thêm tù nhân từ các trại ngụy quân sau khi sàng lọc và phân loại chuyển qua trại tù ngụy quyền như hành tính nên đội của tôi được lao động ngay trong doanh trại. Một buổi trưa, tình cờ đi xuống nhà bếp để gánh nước uống cho đội, lúc đi ngang qua hông bệnh xá tôi chợt nhớ đến nó và liều lĩnh đi vào khu vực này để xem ra sao anh phụ trách bệnh xá nói cho tôi biết chắc sáu nhỏ sắp tiêu rồi nó chỉ có một cái quần nên sau khi được làm vệ sinh thì cái quần chỉ được giặt qua loa rồi mặc trở lại nên hôi hám quá và phải cho nó nằm khu vực cách ly khi tôi lây sáu nhỏ thức dậy để hỏi thăm nó nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn Nước giải từ miệng nó chảy ra từ hồi nào nên đã bị một đám ruồi vo ve bu vào. Đau lòng khi nhìn thấy như vậy, tôi quên hết thảy mọi điều lệ nội quy của trại. Tôi chạy về phòng lấy một bộ đồ cùng cái khăn để lau chùi thân thể của nó sạch sẽ. Lúc đó tôi tự nhủ lòng thôi thì mình cũng có bổn phận phải làm một điều gì đó cho thằng bạn cùng khóa trước khi chết sẽ được nhẹ nhàng. Là lùng thay, sau khi được thay bộ quần áo sạch sẽ và được chuyển qua chỗ nằm khác sáng sủa hơn, ánh mắt nó đã có thần trở lại, nó theo thào đòi uống nước. Tôi lại vội trở về phòng lấy mấy muỗng bột canxium pha với nước ấm cho uống. Nó uống như đất hạn đang thiếu nước và sau đó lần đầu tiên tôi nghe nó thốt ra lời cảm ơn. Lúc nghỉ trưa, Tôi kể cho anh Võ Hạo Nhiên nghe về chuyện bệnh hoạn của sáu nhỏ và đề nghị anh ủng hộ một trái cam trong số quà mà tuần trước anh đã được bà xã từ Sài Gòn ra thăm nuôi. Quay qua Trần Trọng Bảo, tôi xin nó một chén cám lớ, đặc sản của dân xứ Quảng. Sau khi được ăn no và tráng miệng bằng những muối cam thơm tho, sáu nhỏ như cây khô gặp được nước, sắc mặt nó đã có sự sống trở lại. Mừng lắm, Lúc đi lao động buổi chiều, tôi có thuật lại câu chuyện não lòng của nó cho anh Lê Văn Tòng, trưởng cuộc cảnh sát tại quận Tư Nghĩa. Phải nói là anh Tòng, dân châu đốc, có tài và giọng ăn nói rất hay, cũng nhờ tài ăn nói này mà lúc ra nhận nhiệm sở tại chi cảnh sát Tư Nghĩa, chỉ một thời gian ngắn mà anh đã cưa đổ một cô y tá người địa phương. Sự thân tình của tôi với anh Tòng như sau, tôi có một người nhân viên dưới quyền tên là Sơn, đã từng làm việc tại chi cảnh sát tư nghĩa lại là hàng xóm của cô y tá này nên trong những dịp tham dự tiệc tùng tại gia đình anh Sơn. Tôi có dịp quen biết với anh Tòng và lúc trà dư tử hậu thì mới biết anh ra trường khóa 4, 72 cùng là bạn của anh Hồ Văn Bi, anh Quang, anh Tư cũng là các sĩ quan trưởng cuộc tại chi cảnh sát Đức Phổ. Có lần anh Tòng đã rủ tôi về nhà dùng cơm trưa với anh, thưởng thức món cá bóng trà khúc kho tổ kiểu núi Sam do cô y tá phục vụ, tôi đã phục lăng anh. Vào tù anh cũng được người đẹp này đi thăm nuôi đều đều. Sau khi chống quốc để nghe tường thuộc vụ sáu nhỏ, anh chợt nảy ra ý kiến là sẽ cùng tôi đi đòi nợ dùm cho sáu nhỏ. Nói là làm, cả hai cùng kéo nhau đi gặp cho được tên tù tư sản sau màn hù dọa rất hợp lý của anh Tổng là sẽ báo lên cán bộ trực trại về sự dối trá, chây lười lao động của y, kế đó anh khuyên lơn rất chí tình về việc ăn ở sau cho có đức. Phụ hòa với việc làm của anh Tổng, tôi vuốt ve và khuyên hắn hãy vì tình thương với người đã thế mạng cho mình mà ra tay tế độ phụ giúp thuốc men, thực phẩm với chúng tôi để trị liệu cho sáu nhỏ. Kết quả ngày hôm sau, hơn cả sự tưởng tượng của tôi, gần nửa ba lô thức ăn, một chai nước biển và một hộp thuốc trị thương hạn đã được giao cho anh quân, y tá phụ trách bệnh xá. Và tuần kế tiếp là thêm một chai nước biển với một số thuốc bổ khác. Cảm động trước sự chăm sóc mà chúng tôi dành cho sáu nhỏ, anh quân còn tự đi xin thêm vài ống thuốc cần thiết khác để trộn vào chai nước biển truyền cho nó với sức lực tiềm ẩn của một người thanh niên và nhất là được khuyến khích bởi tinh thần đồng đội khoảng nửa tháng sau thì sáu nhỏ đã được bình phục sau này khi được chuyển đến trại tù gia trung tỉnh pờ lây sáu nhỏ được bố trí vào đội nhà bếp thỉnh thoảng vào ngày cuối tuần sáu nhỏ có ghé thăm và xách cho tôi nửa thùng nước để tắm rửa đặc biệt là những kỳ tham gia chiến dịch diệt trùi do trại tù tổ chức nhỏ đã giúp cho tôi rất nhiều số lượng 200 con ruồi do trại quy định, tôi luôn có gấp đôi. Nhờ đó mà tôi có dịp chia sẻ bớt cho các bạn tù lớn tuổi rất tốn công trình mò đập từng con mà luôn luôn bị thiếu chỉ tiêu. Cuối tháng 2 năm 1980 tôi và sáu nhỏ được có tên phóng thích cùng một lượt. Nhưng nó thì phải ngược ra xứ quảng còn tôi thì xuôi về Sài Gòn nên từ đó đến nay cả hai đứa chưa có dịp gặp lại. Cách đây vài năm, Tình cờ trong cuộc chuyện trò qua phôn với anh Châu, từng là phó chi cảnh sát Sơn Tịnh và cũng là bạn tù qua các trại hành tính, gia trung báo tin cho tôi biết là vừa mới gặp lại sáu nhỏ trong bữa tiệc cưới tại vùng Seattle, Washington. Như vậy là tình đồng đội của những người cảnh sát quốc gia như chúng tôi có cái kết thúc happy ending hơn là chuyện thương tâm của anh chàng Diêm trong cuộc chiến tại châu Âu. Bởi vì anh bạn của Diêm chỉ được một người bạn đoái hoài tới còn anh bạn sáu nhỏ trong trại tù khắc nghiệt thì lại được nhiều người quan tâm hơn và đang sống êm đềm dưới bầu trời tự do. Tôi biết cái so sánh nào cũng khập khiển, không tuyệt đối nhưng tôi xin đưa thêm một số chứng minh khác mà những người tù từng bị đầy đọa tàn nhẫn qua các trại tập trung hay có câu nói qua cửa miệng vào đây rồi mới biết được đó là vàng hay thau. Khoảng tháng 10 năm 1976, tôi cùng đa số các bạn tù từ trại hành tính bị chuyển về nhà lao tỉnh Quảng Ngãi và sau đó thì bị phân phối về các trại Kim Sơn, Bình Định và Gia Trung, Thờ Lê Cu. Nhóm bạn cùng ti cảnh sát Quảng Ngãi gồm có tôi cùng với Nguyễn Trọng Việt, K6, Trần Bang, K7, anh Nguyễn Văn Lợi, Phó Chi Cảnh sát Sơn Hà, anh Đỗ Ngọc Nga, Phó Chi Cảnh sát Trà Bồng, được biên chế về phân trại K3. Tại đây chúng tôi lại gặp các bạn tù khác cùng giai cấp ngụy quyền như anh Lê Thái. Cựu quản đốc nhà Lao Con Tum và các bạn cảnh sát cùng K6 thuộc các ti cảnh sát Bình Định như Phùng Khắc Sinh, Nguyễn Văn Song, Phạm Văn Y, bạn Võ Công thuộc ti cảnh sát Lê Cu và vài bạn khác thuộc ti cảnh sát Con Tum. Lúc này trại gia trung thuộc về quyền quản lý của Trung ương Cán bộ đa phần là dân miền Bắc nên sự cai trị rất cứng rắn và tàn bạo. Tù nhân bị đánh đập tàn nhẫn công khai là chuyện thường. Tuy nhiên là ngành công an nên cán bộ nhà tù không khéo ít đánh trực tiếp mà chỉ ra lệnh cho bốn tên tù trật tự được tuyển lựa từ tù hình sự, trong đám tù trật tự này nổi bật nhất là tên Sơn, Lai Tây, gốc gác là dân vùng Cao Đồng Hưng, gia đình. Có bà con với anh Tâm đội trưởng đội cưa máy, bạn cùng đội lao động với tôi tại đây. Sơn là dân lai ít học nhưng to lớn lại có học võ nên việc đánh đập tù nhân rất thích hợp với hắn. Hễ được lệnh là hắn đánh tận tình đến nỗi có nhiều lần, cán bộ phải can thiệp hoặc trăng đe như ít thôi, coi chừng nó chết đấy, sau này, tên Sơn còn lộng hành hơn. Nhiều buổi trưa, Thể nó bắt gặp ai đi từ phòng này qua phòng khác là tự ý kêu lại hoành hẹ và đánh đập một hồi. Chính mắt tôi có lần chứng kiến, một người tù chính trị đã lớn tuổi bị bệnh suyễn rất nặng. Buổi trưa lén xuống khu vực nhà bếp để hâm nấu chi đó bị nó bắt gặp thế là cái lon gô bị đập dẹp lép còn ông ta thì bị một trận đòn như tử. Có cái buồn trong trại tù là đám ăn ten, dù cùng lao động cực nhọc, dù ăn nằm sát cạnh nhau nhưng để được sự yên thân hoặc được chút đỉnh lợi lộc riêng tư, họ sẵn sàng báo lên tên cán bộ quản giáo những sai phạm của đám bạn tù, sau này ra hải ngoại nghe họ vênh váo và tự hào về những năm tù đầy của họ mà thấy buồn cười. Đám tù cúi đầu làm ăn tên đó, thực tế chỉ có một số ít, họ chỉ là những người công chức bình thường, nhưng vì hèn nhát thiếu bản lĩnh sau tháng tư đen bị đưa vào tù và được gọi chung là tù nhân chính trị chứ đúng danh nghĩa họ khác hẳn với bản lĩnh của số tù nhân chính trị mà sau này tôi có dịp chung đụng thuộc các tổ chức phục quốc từ khám chí hòa đưa ra lao động. Những người tù này dù trình độ không đồng đều độ nhưng ý chí của họ rất mạnh. Những kỳ họp kiểm điểm hàng tháng hoặc từng quý, họ dám công khai viết ra những lời chống đối chỉ trích chế độ. Họ dám đơn độc đứng hiên ngang nhìn thẳng vào đám công an trại giam với đám trật tự bao quanh và nói lên những sự thật về sự bất nhân của chính sách trại giam. Tôi phục nhất là kỹ sư Lê Thiện Ngọ, công chức cao cấp của ngành hóa chất Việt Nam Cộng Hòa, trước tên cán bộ trực trại đằng đàn sát khí. Ông đã từng can đảm thuộc lại nhận xét của ông khi chứng kiến đám cán bộ và trật tự đánh đập giả mang anh Nguyễn Bá Linh. Hoặc một người tù phạm tội vượt biên, trước kia là thương phế binh với cấp bậc đại úy của sư đoàn 7. dù thân thể mảnh dẻ với nửa phần mặt bị biến dạng do thương tật nhưng trong các bản kiểm điểm ông không bao giờ dùng câu can tội sĩ quan thuộc chế độ ngụy mà chỉ dùng câu đại úy bộ binh thuộc quân lực việt nam cộng hòa ông không hề thay đổi dù bị tên cán bộ quản giáo la mắng nhiều lần một người tù lớn tuổi khác cũng từ khám lớn chí hòa đưa ra trong những lần đội ba của tôi bị kiểm điểm có sự tham dự của tên cán bộ giáo dục, ông đã dõng dạc đọc to lên bản kiểm điểm của ông về sự thật không có độc lập, tự do, hạnh phúc. Trong sự câm lặng tuyệt đối của gần 50 người bạn tù cùng đội, ông Phạm Đình Nghị, cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, khi bị đưa ra trại lao động dù đã hơn 60 tuổi, nhưng cũng rất khí phách khi thẳng thắn đưa ra nhận xét những điểm yếu kém, trước tên Thượng Úy Lan, phụ trách giáo dục của trại ca mộc, Họ hệt như những cây tùng cây bách lúc nào cũng vững vàng trước mưa sa bão tác. Khoảng cuối năm 1978, sau khi có cuộc chiến với người láng giềng Trung Cộng, không khí trại tù gia Trung càng thêm nặng nề. Số lượng tù nhân làm ăn ten mọc lên như nấm người tù chỉ cần bàn tán chi đó nếu bị ăn ten báo cáo là sẽ bị đưa vào khu vực biệt giam để kỷ luật đã bị đưa vào đây thì việc bị đánh đập là dĩ nhiên nhưng việc bị cùng cả hai chân và nằm lạnh lẽo cô đơn suốt cả nửa tháng là cả sự chịu đựng tù nhân lê thái cũng không khá hơn dù anh là dân võ thuật có hạn và rất to lớn nhưng chỉ sau hai tuần bị kỷ luật là chúng tôi đã gần như không nhận ra anh với thân thể gầy rộc và cái đầu trơ ra bộ xương sọ, anh bị cán bộ nhận xét là chưa có tiến bộ và thêm một lệnh kỷ luật tiếp. Đặc biệt là đội 5, đội cư xẻ và đội 3, đội thợ mộc có nơi lao động với các hàng rào kiên cố sẽ là nơi tiếp nhận các tù nhân thuộc loại cần giám sát chặt chẽ. Tù nhân dù ở chung khu vực và phòng ở sát vách nhưng muốn liên lạc với nhau phải xin phép buồn trưởng và sự nói chuyện phải công khai. Dạo đó đội năm của tôi được tiếp nhận khá nhiều tù nhân được đưa về từ nhà kỷ luật, nhìn họ với bộ dạng thảm não mà lòng tôi đau như cắt. Cũng với ý nghĩ đơn giản là giúp cho những người bạn tù này có thể được phục hồi phần nào sức khỏe, mặc dầu tôi cũng thuộc loại nghèo, mỗi năm chỉ được sáng, cô bạn gái từ Sài Gòn lặng lội ra thăm nuôi duy nhất một lần nhưng tôi vẫn kiếm cách giúp họ. Mà việc kiếm từng cục đường, từng viên kẹo bổ hoặc những viên thuốc trị bệnh không phải là sự đơn giản. Kế đó là việc tiếp tế sao cho tránh khỏi sự rình rập của đám ăn ten, lại càng khó khăn hơn. Bù lại nhìn các anh bạn tù này cảm động nhìn tôi cảm ơn trong sự câm lặng hoặc những dòng nước mắt dân trào mà tôi như thấy được sự an ủi phần nào. Nhiều năm qua, tôi vẫn không quên được cái lon đường của anh Nguyễn Văn Lợi, đội thợ hồ cái lon cám lớ của anh đỗ ngọc nga đội đập đá gần nửa ký bột khoai tây của bạn nguyễn trọng việt đội thợ máy họ đã tin vào tình thương yêu đồng đội để mà giao phó cho tôi có nhiệm vụ giúp đỡ các anh bạn kia mà không cần bất cứ sự kiểm soát nào cả trong giai đoạn khó khăn này thì cái gương anh dũng của bạn trần bang lại nổi bật lên đội nhà bếp của k ba với đội trưởng là phùng khắc sinh cùng bạn k sáu đội viên là sáu nhỏ và kế đó là Trần Bang, K7, làm việc rất đáng khen. Cơm thì thiếu, thức ăn thì tùy theo sự thu hoạch của trại nhưng sinh luôn luôn cố gắng chế biến những món nước chấm rất tuyệt. Nó lấy gạo rang lên và cho pha nước với muối để giả làm nước mắm có ớt xanh, đỏ, hệt như nước mắm chanh ớt. Lúc đó tôi đang lao động trong đội cưa máy sau khi nắm rõ về kỹ thuật cầm ga và thêm kiến thức hơn một năm trời trong đội thờ mộc nên tôi có thể tính được cách thức ra gỗ sao cho có hiệu quả nhất dù tốc độ làm việc có chậm hơn thời anh tâm do đó mà tên quản giáo cùng chạng tuổi có phần dễ giải cho tôi riêng tên sơn tù trực tự thấy tôi chơi thân với anh tâm nên nó cũng bỏ lơ cho tôi những lần bắt gặp tôi đang quan hệ linh tinh tuy nhiên suốt những năm tù này nhờ vào sự chịu khó mà tôi chưa phải ngửa tay xin xỏ thức ăn thừa với các bạn đang lao động tại đội cấp dưỡng. Với nhu cầu cần thức ăn trước cái đói mỗi ngày nên tôi có sáng kiến là cùng với anh Phạm Bá Yên, chi cảnh sát mộ đức, hợp lực trồng rau lan để ăn độn mỗi ngày. Thêm vào đó là những con chuột, thỉnh thoảng tôi kiếm được nhờ cái bẫy chuột tôi sắm được qua lần trao đổi gói mì cho anh bạn tù người sắc tộc lúc anh yên đi gánh nước rất xa từ dưới suối thì tôi lo phần bếp lửa với củi khô có sẵn nên việc lo nước uống và rửa ráy tay chân cho đội không bị phàn nàn và lại còn dư nước để lo tưới rau lan tôi lại đóng một cái thùng gỗ chứa tro và mời các bạn chịu khó yểm trợ nước tiểu nên có phân bón rau đều đều tóm lại hầu như tôi không bị cái đói hoành hành như các anh bạn tù khác tuy nhiên việc giúp đỡ cho các bạn tù đang bị kỷ luật thì lại phải nhờ các bạn đội cấp dưỡng lúc anh lợi là phó chi cảnh sát sơn hà thì trần bang vừa ra trường và được bổ nhiệm làm trưởng cuộc tại đây hai người có sự thân thiện và tin tưởng nhau tuyệt đối lúc bang được phân công làm người soạn thức ăn cho tù kỷ luật anh lợi đã bí mật giao cho bang một số thuốc tây dược để chuyển đến các anh bạn đang bị kỷ luật rủi thay có một lần bang đang loay hoay nén mấy viên thuốc vào chén cơm thì bị tên sơn bắt gặp tánh tình bang hiền lành ít nói và hơi vụng về trong giao tiếp nên không gây được cảm tình với đám tù trật tự do đó nội vụ được thông báo ngay cho tên cán bộ trực trại chiều đó trần bang bị đưa vào cùng trong nhà đá và bị điều tra liên tục đám cán bộ phán đoán ban là tù không có thăm nuôi thì chắc phải do có sự tổ chức nào đó mới đưa đến việc tiếp tế như vậy. Sau khi nghe tin ban bị bắt, nhóm chúng tôi lo sợ vô cùng. Lòng hoang mang với những gì xấu nhất sắp xảy đến. Nhưng sau một tháng, dù ban đang bị kỷ luật nhưng nhóm chúng tôi vẫn không bị hề hấn gì, tiếp theo là một lệnh kỷ luật nữa tức là thêm 15 ngày ban bị cùng tiếp, nhóm chúng tôi càng lo sợ. Nhưng rồi mọi việc vẫn bình thường trôi qua. Sau 45 ngày bị cùng, ban bị đổi qua đội xây dựng cùng với anh Lợi. Tôi lại càng thêm lo lắng nhưng ơn trời rồi thì mọi việc vẫn bình thường. Sau này gần tôi mới được biết, ban cứ khăng khăng khai là do tình thương cùng là đồng hương quản trị nên ban đã động lòng giúp đỡ Lê Thái. con số thuốc tây thì khai có được do khi trước đây ban bị bệnh được phân phát mà chưa dùng hết. Tình cờ lúc đó có một số tù bị kỷ luật với tội danh nghiêm trọng hơn và ban được giao phó làm nhiệm vụ ăn ten trong nhà kỷ luật để chuộc tội nên việc điều tra với ban đã được cho qua. Tháng 2 năm 80, khá đông sĩ quan cảnh sát cấp úy được phóng thích nhưng trần ban vẫn chưa có danh sách. Mãi đến nửa năm sau, ban mới được tra về với bà mẹ già tại vùng quê Quảng Trị. Suốt thời gian từ ngày ra khỏi nhà kỷ luật cho đến ngày được phóng thích, tôi và ban chưa hề nói với nhau một câu nào. Lúc ra khỏi tù thì tôi ở tại Sài Gòn còn ban thì làm ruộng tại Quảng Trị. Do đó cả hai hoàn toàn không có liên lạc với nhau. Vài năm sau, ban lập gia đình nhưng nhà nghèo nên hầu hết tài sản giấy tờ cần thiết đều đựng trong cái rương gỗ kể cả tờ giấy ra trại tù đã bị một cơn lũ cuốn đi mất. Đầu thập niên 90, lúc có thông báo về việc xuất cảnh theo diện tị nạn, Bang có chạy vậy để làm giấy chứng nhận đã bị tù cải tạo hơn 5 năm do ti công an quản trị cấp và cả gia đình gồm vợ chồng Trần Bang và 5 người con được xếp vào hồ sơ xin tị nạn diện tị nạn. Lúc gần được phỏng vấn, để có đủ lệ phí đi đứng và chờ đợi từ giai đoạn sơ vấn cho đến chính thức được phỏng vấn cho cả gia đình từ quê vào Sài Gòn, vợ chồng Bang đã phải rất vất vả chật vật. Vậy mà một lần nữa số phận cây đắng lại tìm đến Bang cả gia đình bị phái đoàn phỏng vấn của Hoa Kỳ từ chối vì ban thiếu giấy chính ra trại và những hình ảnh cần thiết. Lúc đó tôi đang đầu tư khá lớn cho việc kinh doanh xăng dầu và một quán ăn tại thị trấn Đạm Ri, huyện Đa Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Cơ sở kinh doanh của tôi nằm dọc theo quốc lộ từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Tình cờ tôi được một người thợ mây tên Thuận đến làm quen thuận cho tôi biết có một người cậu vợ cũng là dân sĩ quan cảnh sát chế độ cũ cũng trạc tuổi như tôi tên là bang tôi buộc miệng la lên phải là trần bang không thuận xác nhận là đúng và sau đó buồn rầu cho biết là cả gia đình bang vì bị rớt phỏng vấn nên đang tạm trú tại vùng quê hẻo lánh vùng trảng bom tỉnh đồng nai lúc này chúng tôi bắt đầu liên lạc trở lại Trần Ban có đến thăm tôi tại Đạm Ri và tôi cũng lò dò đến thăm căn chọi mái tranh vách lá của người chị bà con phía vợ của Ban tại Bầu Hàm, cách quốc lộ một khá xa. Thấy gia cảnh của vợ chồng bạn cùng bầy con thơ mà tôi đau lòng vô cùng. Mặc dầu công việc kinh doanh của vợ chồng tôi rất tốt, nhưng vì thiếu quan chức đỡ đầu nên cứ bị mấy bọn có chức có quyền hạch sách dài dài. Phía chính quyền, bộ phận hành chánh, Mỗi lần công tác là cứ sách giấy giới thiệu của quan huyện để nhờ yểm trợ xăng dầu và ghi vào sổ nợ. Sổ nợ này được ghi dài dài suốt gần 2 năm mà chưa hề được thanh toán. Phía chi cục thuế thì lại rất tích cực công tác cơ sở. Có ngày vài cán bộ thuế đến trực tiếp quan sát việc kinh doanh của tôi và phán một câu đóng thuế như cơ sở của anh là còn quá ít so với doanh thu. Vậy là quý đó mức đóng thuế được gia tăng. Thấy quá chán ngán, tôi đã đồng ý sang nhượng cơ sở này lại cho một công ty kinh doanh xăng dầu của Lâm Đồng. Cha mẹ tôi xót ruột vì tôi bị ức hiếp, còn vợ tôi lo lắng về việc học hành của mấy đứa con. Tất cả đều khuyên tôi nên xuất tiếng Việt ra đi theo diện tị nạn. Cũng cần nói rõ là bạn Trần Trọng Bảo, cùng khóa 6, trước khi xuất cảnh có nặng nỉ với tôi và chính tay ký tên với văn phòng dịch vụ để lo chuyện hồ sơ của tôi và còn bảo đảm là khi đến ngày nhận hộ chiếu tôi sẽ được thư mời và thời gian chờ đợi ký nhận sẽ rất nhanh chứ không phải xếp hàng cả ngày như thời của nó. Nhờ đó mà hồ sơ tị nạn của tôi đã sẵn sàng từ lâu. Tháng 7 năm 1995, khi vừa định cư tại thành phố Gainesville của bang Georgia, tôi đã tìm cách liên lạc với các anh bạn cùng làm ngành cảnh sát và cũng là cùng bạn tù khi xưa. Kể cho họ biết về số phận đen đuổi của gia đình bang. Lúc này, anh Lợi, anh Nga và vài anh khác đã làm chứng cho chúng tôi về những việc làm âm thầm trong thời gian bị tù đầy năm xưa. Ai cũng đồng ý việc không khai báo của bang là một việc đáng ca tụng và nên đồng lòng giúp đỡ tài chánh cho gia đình người bạn này. Một lần nữa, tôi lại đứng ra nhận trách nhiệm kêu gọi sự đóng góp của các bạn. Đây là xứ tự do nên việc làm của tôi có phần thoải mái hơn nhưng bù lại việc chứng minh số tiền của người bạn nào đó đã đi đến đâu lại rất cần thiết. Tết đầu tiên tại đây, Tôi đã quyên được hơn 1.000 đô của trên 40 người từ nhiều tiểu bang để chuyển về cho gia đình Trần Bang và cũng đã viết nhiều lá thư khiếu nại dùng Trần Bang để gửi bất cứ nơi nào mà tôi nghĩ là họ có thể giúp được. Khoảng tháng 4 năm 1996, tôi nhận được hồi âm của văn phòng bà Khúc Minh thơ chỉ dẫn cách khiếu nại và nói rõ là sở di trú chỉ nhận đơn khiếu nại của chính đương đơn nên đừng nóng ruột mà tốn tiền dịch vụ vô ích. Nhận được sự trả lời của văn phòng bà thơ tôi thầm cảm ơn, vì đây cũng là nơi xuất phát những mẫu đơn mà khoảng 10 năm về trước ông Phạm Đình Nghị, cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi cùng là bạn tù tại ca một trại gia trung đã đến tận nhà tôi tại đường Thích Quảng Đức, Phú Nhuận để phổ biến về việc xin định cư tại Mỹ theo diện nhân đạo. Những năm đó tin tức về chuyện bất cứ người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã bị tù cải tạo trên 3 năm sẽ được xuất cảnh như là câu chuyện thần tiên. Giữ lòng tin với các bạn mạnh thường quân, số tiền tôi quyên được đã đến tận Tây Ban mà không phải trừ cấn dù là phí tổn chuyển tiền phí tổn điện thoại liên lạc long Dick Sang, phí tổn cho việc copy thư từ để liên lạc với trên 40 người. Rất vui là trị giá tiền đô lúc đó còn rất cao, một lượng vàng khoảng trên 300 đô nhưng rất mệt là lúc đó tất cả thư từ tôi đều phải viết tay, sau đó ra trạm xăng gần nhà để copy và kế tiếp là phải đề từng bì thư để gửi đến từng người tôi cũng tìm cách liên lạc bằng điện thoại với ban và khuyên nên dùng tiền để chạy những giấy tờ cần thiết. Tôi hứa là ban cứ dành hết thì giờ lo công việc tối quan trong này, nếu hết tiền thì báo cho tôi biết để lo liệu. Gần Tết năm sau, tôi lại gọi phôn khắp nơi để quyên góp tiếp cho gia đình ban. Dù tốn khá nhiều thì giờ cũng như bị xót xa với các lời từ chối của vài anh bạn nhưng tôi lại được các anh Lê Quang Phôi, Phó chi cảnh sát Đức Phổ, Anh Lợi, bạn Phùng Khắc Sinh, Trần Trọng Bảo, Nguyễn Trọng Việt, Dương Tranh, thầy Lê Phương Lục, ông Hồ Anh Triết, trưởng ty cảnh sát Quảng Ngãi. Anh Lê Ba cùng với vài bạn cùng ngành cảnh sát ủng hộ rất nhiệt tình. Lần này tôi cũng quyên được hơn 1.000 đô để trợ giúp tiếp cho bang. Năm 1998, gia đình bang được tái phỏng vấn trong tay bang đã có những giấy tờ cần thiết và cả lô giấy tờ của những lần quyên góp từ nhiều tiểu bang trên nước Mỹ gửi đến thôn làng hẻo lánh bầu hàm nơi gia đình bang đang tạm trú. Hồ sơ của gia đình bang đã được chấp thuận định cư. Mùa đông năm 1998, rất nhiều gia đình đồng hương tỉnh Quảng Trị và vợ chồng tôi ra tận phi trường Atlanta để đón tiếp gia đình bang. Dĩ nhiên trong số này có gia đình anh Lợi và tình cờ có cả anh chị Trần Văn Thọ bạn lối xóm của anh Lợi tại Ri Chân và lại là bạn của Trần Bang tại Bào Hàm. Trong niềm xúc động bang đã trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ và giới thiệu vắng tắt những việc làm của tôi đã dành cho gia đình bang. Lúc đó anh Thọ nắm chặt tay tôi và cứ nhắc đi nhắc lại anh chàng Việt Kiều hay giúp đỡ gia đình Trần Bang lại là anh đấy à, những năm đó, gia đình tôi cũng còn bị kẹt lại Việt Nam, lúc cần tiền, chạy mượn một chỉ vàng thấy cũng rất khó khăn. Vậy mà ban đã nhận được một lần cả ba cây vàng do anh chàng nào đó chẳng có họ hàng gửi tặng. Rất ngại ngùng tôi vội phân bua là số tiền đó do rất nhiều người đóng góp chứ nào của riêng tôi đâu. Tôi còn rất muốn nói rõ hơn là của gần 40 người đồng đội cùng màu áo cảnh sát quốc gia năm nào. Dù sau tháng tư đen, Số phần nghiệt ngã nhất đã đến với họ nhưng lúc cần thiết họ cũng đã sẵn sàng chia bàn tay ra cho người bạn của mình. Hiện nay gia đình bang cũng đang nhận được nhiều happy ending là các con của họ rất ngoan và học rất giỏi. Cả ba cháu đầu đều đang học đại học, hai cháu kế đang học trung học. Đặc sắc nhất là cháu Ánh Nguyệt, thời gian học trung học, cháu luôn đứng đầu tốt nghiệp với thứ hạng cao và được nhận học bổng toàn phần của trường đại học Yotziatet. Không những nguyệt học giỏi mà kèm theo đó cháu còn là nhà hoạt động xã hội rất hăng say. Kết thúc một bài viết của một người chỉ khá về toán và thường xuyên nhận điểm dưới trung bình về môn văn lúc còn đi học, tôi chấp nhận lối hành văn lộn xộn, sai cả hỏi ngã để xin được ghi lại đây một cách trung thực về tình đồng đội. Xin được gửi lời trân quý cảm ơn đến những anh bạn đã cùng tôi giúp những người bạn đang khi cần sự giúp đỡ mà chắc chắn anh cũng không có lần nào gặp mặt họ nhưng nhờ mấy chữ nó cùng ngành cảnh sát với mình. Vậy là đủ. Tôi cũng xin được ghi lời cảm ơn nhà văn Huy Phương, bài viết tôi biết anh thế nào cũng đến đã thật sự làm tôi xúc động, đã khiến tôi dành cả nhiều ngày để nhớ lại những khuôn mặt thân quen mà lúc cần thiết họ đã đồng hành với tôi đúng lúc giúp cho tôi có thêm những sức mạnh cần thiết và nhất là mạnh dạn kể lại những câu chuyện mà người trong chuyện đều còn sống và đang định cư khắp nơi trên nước Mỹ. Mùa thu Atlanta, tháng 11 năm 2009 Trần Văn Mãng